cả ký xoài 50.000 đồng. Lên mặt trăng có người làm rồi, chứ đem Berserker về Việt Nam thì không thể nhé mặt cười. Cảm ơn Hùng Ốc nha. Ý là lên mặt trăng đối với người Việt Nam cũng chưa thể mà luôn mà Ngọc. Hy vọng rằng trong tương lai, những vận động viên Hàn Quốc của Cyprus sẽ không đượm mùi nắng gió nữa. Tới đâu rồi ta? Đây. Rồi. Akali trước nha anh em. Cái này nè, nói chung là về mặt màu sắc rồi cái hiệu ứng hình ảnh. CS một du cho Lu ăn xoài xỉu luôn 100.000 đồng. Liệu pháp sư có thể làm phép cho T2 DC cô và pháp sư nghĩ sao nếu có hợp đồng Gam Sogun? Cảm ơn Z nha. Thực ra cái kèo mà mình đã có công bố giá cả cụ thể cho những cái kèo mà là phù hộ T1 T2 ở trong những cái giai đoạn giải quốc tế. Nhưng mà tại vì chưa thấy fan T1 nào nhận cái kèo đó cả. Còn Gam thì chắc chắn là đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu để lên để ký được với Sogun rồi đó. Đây. Cái này, nhưng cái điểm đặc biệt của cái dàn skin này các bạn là gì không? Là cái hiệu ứng cái hoạt cảnh biến về của tụi nó. Mỗi hoạt cảnh biến về của dàn trang phục rồng xanh này đều có ý nghĩa liên quan tới hành trình lên ngôi vô địch của tụi nó. Ví dụ như Akali, đây là cái cúp, cái Summoner cúp. Thì đây là cái Summoner cúp cũ, tượng trưng cho cái gì? Thằng Scout. Còn nó làm gì nè? Bốn lần solo kill của ZK dành cho Scout trong lần đối đầu giữa DS với lại EDG. Lúc nó chém á, Kindred của Biosic. Riot đang vận hành reset nha em, làm tất cả mọi thứ là Riot làm hết. À đây. Rồi. Hiệu ứng biến về của thằng Biosic. Câu chuyện của Biosic thì chắc mọi người vẫn còn nhớ. Khởi đầu là một anh streamer One Cham Kindred. Cái đoạn mà nó đang nhảy emote này là đang bắt đầu được tuyển. Cái lúc mà đang emote nhảy ra là nhận được tin được tuyển vô đội chuyên nghiệp để đánh. Maokai cùng Zuhan nha anh em. Đây con Maokai Zuhan là gì? Nó thì con Maokai của nó mấy cái thay bị cầm chồi non là nó quăng con Alpaca. Alpaca là tượng trưng cho thằng đép. Nhưng mà ba con Alpaca này thì tượng trưng cho cái gì? Là số những cái ván đấu của nó đánh ở tại chung kết thế giới. Và nó được đánh hai ván Maokai, một ván Lee Sin. Thì hai ván Maokai đó là hai con Alpaca, hai con lạc đà ở trên. Một ván Lee Sin thua là ở dưới. Từ từ,
Vâng, anh em khỏi nói, mình đây không phải là nhắc chữ, đây là thông tin đến từ bên phía cộng đồng của Hàn Quốc. Đây là những thông tin đã được, nói chung là đã được xác nhận, chứ không phải là mình nhắc chữ, mình không có chế ra, anh em nhớ không? Không dễ, Lưu không có nhắc chữ. Đây là những thông tin đã được xác nhận đến từ việc là, tại vì các bạn biết là những cái trang phục này, những trang phục được làm theo câu chuyện của tụi nó. Thì đây không phải là Lưu tự tưởng tượng ra, mà là Lưu đã coi ở trên mạng, và bây giờ Lưu truyền tải lại cho anh em thôi. Tin này là tin chuẩn, chắc chắn là tin chuẩn, ở đây chỉ có tin chuẩn thôi. Thấy gì không? Thấy gì quen quen không? Thấy tia gì không? đỡ cái tia chết chóc nè. Bắt đo nè. Bấy cái đắc kim vô đầu nè. Đó chính là pha cản bắt đo của Tiêu Anh. Nhân vật chính. Ủa, cái câu chuyện của Dev này công nhận là làm kỹ thiệt, kỹ luôn các bạn. Các bạn coi đi xong rồi mình sẽ giải thích lại cho các bạn. Các bạn kể để ý tới cái phần di chuyển này nha. À đây là... Mỗi bước đi của Kathleen ở trong cái hoạt cảnh biến về đó tượng trưng cho những lần tham gia giải đấu quốc tế của Dev. Đi 7 bước, 7 lần tham gia giải đấu quốc tế của Dev. Ác không? Bảy lần tham gia chung kết thế giới của Dev. Còn cái, mà cái này nè, cái này còn không phải là tự nhiên mà té mà gục xuống đây đâu. Này là dựa theo cái tình huống mà trong cái phần phỏng vấn sau trận tứ kết á, là sau mà sau khi phỏng vấn xong mà thắng được xong rồi gục xuống trên sân khấu khóc á, là đây là cũng là cái lúc gục xuống nè, gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang vì xúc động. Nhân vật chính được làm cái câu chuyện kỹ ác luôn. Anime Weibo chúa của chúng ta không có câu chuyện mẹ waifu Alicia thôi, chứ không có câu chuyện mẹ gì hết. Bắn tim với selfie. Không có câu chuyện gì hết, đơn giản là bố mới làm ra một waifu của bố mày để bán kiếm tiền thôi. Đây là con Atop hàng hiệu Presti. Rồi. Nó là dàn trang phục DS mừng chức vô địch của Rồng Xanh ở tại chung kết thế giới 2022. Thì đây là một trong những cái dàn skin mà mình nghĩ rằng cái sau khi mà chúng ta xem và giải thích được những cái hoặc cảnh biến về đó, thì đây là một cái dàn skin được đầu tư có mạch truyện rõ ràng hay. Nhưng mà cái này các bạn biết sao không? Một nếu vô địch có làm hiệu ứng về nhì 4 hoặc 6 lần cô anh đi. Không biết, để coi khi nào vô địch rồi tính nha. Anime nữa hả? Làm gì tới luôn vậy?
anh em đợi xíu để kiếm nha. Ê, coi này có bị ấy không giờ? Bản quyền gì không ta? Ok, đại chắc không sao đâu. Luôn nhấn cái quảng cáo nha anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ luôn. Không thể kìm được nước mắt. Một tiếng gọi vang lên. Unbreakable là không thể, là những kẻ kiên cường ở dịch, đúng cái góc là trái tim kiên cường. Đây là những kẻ kiên cường. Nhân vật phản diện. In ra cuốn manga thiệt luôn. Nghe đã thiệt chứ. Thôi chạy Reddit luôn. Hồi nãy mình đang tính nói là nếu như là một cái đội nào khác vô địch đó, chưa chắc đã xây dựng được một cái dàn trang phục, rồi cả những cái hiệu ứng nó đặc biệt đến như vậy sau cái trận chung kết đó. Giống như mình nói các bạn, mình không biết là tới bao giờ thì chúng ta lại có được một cái chung kết thế giới mà nó đỉnh cao như là cái chung kết thế giới 2022. Trừ khi nào các bạn là Tây Con đi. Tại vì nó từ mạch truyện, nó từ diễn biến, từ tất cả mọi thứ tới cái cách mà nó lên đỉnh ở giai đoạn cuối, thề không thể nào mà để tìm được một cái gì nó hấp dẫn hơn cả cái chung kết thế giới đó. Cho nên mình chỉ sợ là sau này chúng ta coi chung kết thế giới bị gọi là bị nhạt á, tại vì thiếu đi một cái gì đó. Chúng ta đã được gọi là hưởng một cái bữa tiệc nó thịnh soạn quá rồi, cho nên là lúc sau ăn gì nó cũng nhạt á. Mà không, sự nghiệp của thằng Dép á, nếu bây giờ mà làm ra một cái gọi là mini series không ta, là mình nghĩ chắc cũng phải được 2 mùa á. Tại vì cái câu chuyện của nó thực sự là có thể được xây dựng thành một cái anime thiệt, mà thực ra là 2-3 mùa luôn, là từ lúc là nổi lên ở tại Hàn Quốc nhưng mà bị sống dưới cái bóng của Im. Thực ra là được đánh giá cao hơn, nhưng sau đó lại là thất bại, rồi Im mới là người lên ngôi, rồi truân chuyên qua tới LBL. Ở LBL cũng làm được thêm một nửa mùa hoặc một mùa nữa là hành trình của Dev ở LBL, có được MSI ở LBL nhưng mà không có được chung kết thế giới, ra chung kết thế giới toàn thất bại, thậm chí là để lại những cái dấu ấn rất là đáng quên ở tại chung kết thế giới đang giao tranh đi dịch chuyển.
rồi sau đó là hành trình Super Team cũng gãy, gãy đau gãy đớn. Rồi cuối cùng là tới 2022 này lên đỉnh với lại chức vô địch thế giới đó. Được 2 mùa anh em. Chắc là được 2 mùa.